Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nha các bạn nhé. Đấy, thì hôm nay gọi là mình được chiến lại bàn dẫn Nam các bạn. Mày nói ra đó mày. Quên nhầm. Quên cái gì? Ừ, thì nói chung là mình được cái nhầm. Mình đi ăn với anh em thôi. Đấy, bạn là nhóm tổ đấy, em này, em như thế này các bạn. Đấy. Trái nhiều mà đang coi cái gì nữa. Tốt đấy. Đang lăn tổ. Đây. Đây. Bạn có tài sản đấy các bạn. Đây là nguyên buổi bát đây mà. Thảo đây. Đúng không? Ăn đúng không? Hôm nay được một ngày vui vẻ và anh em. Thân ngồi anh béo có bạn này. Cái này người ta có câu là hàng thì mấy hộp xôi, hàng thì không hộp nào. Để chụp cho anh ở đây á. Quá gì nhiều cô. Lớp gì quay. Quay. Nhiều cô. Sao lại nhiều cô thế này các bạn? Hôm nay đấy mà sang đi một lần đi. Hôm nay là cái ngày gì? Biểu biểu. Ờ hôm nay gọi là cuối tháng ấy thì anh em gọi là đi giải ngũ. Biểu biểu. Biểu biểu. Biểu biểu. Biểu biểu. Biểu biểu. Biểu biểu. Mời mình mời các bạn chén đi bạn thì cay các bạn nhé. Đấy. Đây là anh đi mua tao có nhầm. Anh béo. Đây là hai. Anh các bạn đi ăn ruộng tóc. Tất cả anh em ngồi bên này ăn nhưng mà anh béo lại ngồi bên này. Đấy còn một thành viên bên kia đây các bạn. Em đây. Chuột ra thế. Nói chung là mình một mình hai bát cơ. Đúng rồi. Cũng là một con chuột thế. Chắc chắn cũng là cùng vài người các bạn. Anh Sơn Béo là mãi đi ăn trộm. Đúng rồi. Anh Béo là anh có thể gia nhập cái hội anh có hội trộm chó em. Trộm chó. Chân trộm Vinh Bun đây ạ. Mà đừng như con chuột để hay nhá. Đừng giúp nó câu cái mồi nó mang dây ăn. Nếu như chiến mà không nhốt quá. Wow, mà tối nay là mẹ bắt đầu. Đưa ta đưa đi cam nhông ấy, còn nhốt chuột gọi là cho vào lồng đi hàm tơi. Thế có ai anh bấm lỗ tai không anh? Cho anh bắn lỗ tai của chip. Tôi đang thay lông à? Thay đổi màu lông nhá. Nó ăn quá. Tuyệt quá. Ăn tôm ngon không? Đấy. Hình như ở đây không ai ăn được tôm hay sao ấy nhỉ? Ngon bằng lều không? Còn cho chiến ăn hết rồi. Không phải là mình ăn là mình dự ứng mà không ăn được. Anh quay phim à? Anh đang quay phim cho Hùng Mực. Không có ăn được tôm ấy. Anh Sơn ơi, Thảo ơi, ăn nhà của anh rồi. Em không ăn nhà của anh nha, em bảo anh xây nhà đi nha. Anh ăn nhà của em là tình nghĩa, em không còn bấy lâu rồi. Anh nói em biết là thế. Em ơi. Ngon đấy. Sao thế của anh được thế nào em? 3 phút rồi, mình đói lắm rồi. Thế thôi tạm biệt các bạn nha, để ở một mình còn úp nhé. Các bạn nhé, hẹn các bạn vào video bóc em tiếp theo nhé.